Bộ Ngoại giao, hai người Việt ở Mallorca đã được tại ngoại, chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Về thông tin, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt hai nam công dân Việt Nam ở Mallorca với cáo buộc tấn công tình dục. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai công dân này đã được tại ngoại và chờ cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 6 năm 2022, cảnh sát đảo Mallorca, Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Hiện hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin. Đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại. Sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.